Các bạn xem hai thanh niên kéo về tay Diệp. Ai? Đừng cho nó vào trong ấy kia được. Cho nó xuống thời thoải thôi. Cho nó xuống thời thoải thôi. Đừng. Giấy này có bé quá. Nhìn thấy bé bé nhỉ? Hơi bé. Diều 2,5 m thì dái nó phải to một tí, dái bé quá. Đấy, diều cờ đỏ 2,5 m các bạn ạ. Lên. Vừa mới hoàn thành đầu tay, nóng hổi. Hay tí đóng lèo bốc thử luôn. Nóng lèo bốc thử luôn con này luôn cho nó nóng hổi, vừa thổi vừa hổi. Đầu tiên là con này là đuôi rái, à đuôi cá, đổi đuôi rái. Ấy, ấy. Gió lên đấy, gió to đấy. Được. Còi này, lắp cái bộ còi. Đấy, lắp bộ còi vậy. À đúng rồi, lắp bộ còi luôn này. Nhưng mà không có ấy liệu lên đâu. Lên. Buộc à? Buộc. Để rồi. Được. Sẽ đắp quả còi này vào nhá. Ok chưa? Ok rồi đấy. Thôi em thả rồi. Thả một dây nào? Dây này dây lúc nãy à? Vâng. Lấy cước lúc nãy thôi. Đây là bộ cước trắng. Sẽ test quả diều 2,5 m cờ đỏ sao vàng mới toe. Vừa mới hoàn thành xong. Tại chiến trường vẫn còn đây. Định bảo test không đóng sáo nhưng mà quyết định vẫn đóng sáo. Test con này xong là 1-2 nữa hoàn thành lại trả cho khách. Vừa mới vót xong nan, chỉnh lại cái đuôi, giờ đem đi thả. Chơi đây luôn à? Đòi luôn đi. Sáo mới, diều mới luôn đúng không? Chơi quả sáo mới, diều mới. Lên luôn các bạn. Không phải nói nhiều. Lên luôn. Quái quá rồi. À, lên rồi đây các bạn ạ. Cái quả này test là phát đầu tiên luôn đấy. Vừa mới đóng tre xong, đóng nuôi xong đấy. Lại còn chơi liều, lại còn đóng cả luôn cả chuông, à quả còi vào để thả luôn cùng luôn. Lại còi cũng còi mới luôn. Gió kém lắm. Gió kém lắm thôi, cho xuống thôi. Có test thế là được rồi. Mày ok, con này thẳng nhờ. Lại ngay trên đầu ấy. Thẳng tắp luôn các bạn nhìn này, nó ngay trên đầu luôn. Liệu có về tay không? Ai? Các bạn xem hai thanh niên kéo về tay Diệp. Ai? Đừng cho nó vào trong ấy kia được. Cho nó xuống thời thoải thôi. Cho nó xuống thời thoải thôi. Đừng. Mày thế. Điều mới. Cách mặt.
Ôi nhiều cô, hạ cánh an toàn. Không việc gì, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ok các bạn nhá, thả test quả cờ đỏ sao vàng 2,5 m gắn còi là ok rồi. Cả còi mới diều đều mới toe luôn. Video này tạm dừng thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh và một like video. Nhớ bình luận ở phía dưới nếu các bạn có cái gì thắc mắc hay là muốn cái gì lạ lạ thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.